thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nói lời chào tạm biệt năm cũ 2015. Trong 365 ngày qua, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã có rất nhiều sự kiện trọng đại và đáng nhớ. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2015. Năm 2015 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Trường vinh dự được khen thưởng cờ chính phủ, cờ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cờ của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Đặc biệt, ngày 1 tháng 12 năm 2015, Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất. Đây là niềm tự hào và là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong thời gian qua. Năm 2015 cũng là năm đảng bộ Trường Đại học Sư phạm đạt được những thành tích nổi bật như bằng khen đạt thành tích dân vận khéo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015, cờ của Thành ủy Đà Nẵng về thành tích 5 năm liền đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2011-2015, giấy khen của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015, Công đoàn trường nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban nữ công Công đoàn trường nhận bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đoàn thanh niên, hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm nhận nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, của Thành đoàn Đà Nẵng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội cựu chiến binh trường đạt danh hiệu hội trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp thành phố Đà Nẵng. Năm 2015 đánh dấu chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Nhìn lại 40 năm qua, các thế hệ giảng viên và sinh viên tự hào về sự phát triển không ngừng và vượt bậc của nhà trường. Hiện nay, trường là một trong 7 trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước và là địa chỉ đào tạo, nghiên cứu hàng đầu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Dịp này, trường cũng có nhiều hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm như xuất bản kỷ yếu 40 năm và các chuyên san của số đặc biệt tạp chí khoa học giáo dục, xây dựng clip quá trình xây dựng và phát triển 40 năm của các khoa và trường, tổ chức các cuộc thi, sáng tác ca khúc, thi ảnh dấu ấn sư phạm, triển lãm các thành tựu khoa học kỹ thuật của các khoa nhằm quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế và xây dựng văn hóa Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Tập sách lịch sử Trường Đại học Sư phạm 1975-2015 được xuất bản đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Sách gồm 3 chương dài 297 trang. Đây là công trình có vị trí và giá trị đặc biệt. Tập sách đã giới thiệu một cách tổng quan nhất về những truyền thống đầy tự hào trong chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển 40 năm của nhà trường. Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm lần thứ 7 được Đại học Đà Nẵng chọn làm đại hội mẫu đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Đồng thời, đại hội cũng vạch ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này là tạo ra những bước đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao vị thế và uy tín của trường trong hệ thống giáo dục đại học trong nước và trên thế giới. Năm 2015, trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 trường đại học cao đẳng trên thế giới là Đại học Calgary, Canada, Đại học Hull, Vương quốc Anh, Trường Đại học Giáo dục Quốc gia Chinyu, Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Sư phạm Baseh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các chương trình hợp tác quốc tế đã dần đi vào thực chất với những hoạt động cụ thể như mời các giáo sư từ các trường Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ, Đại học Liên bang Úc, Đại học Évora, Bồ Đào Nha đến tham gia giảng dạy seminar và làm việc tại trường. Không kể thời gian một tuần khảo sát sơ bộ, trong vòng 5 ngày, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10 năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng được tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài. Trường là đơn vị đại học đầu tiên trong cả nước được triển khai đánh giá ngoài bởi một tổ chức kiểm định chất lượng độc lập của Việt Nam. Kết quả kiểm định đánh giá nhà trường đã đạt chuẩn về chất lượng. Được đánh giá ngoài lần này là cơ hội để nhà trường tiến tới xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục trong trường đại học. Tháng 10 năm 2015, Trường Đại học Sư phạm đã đăng cai tổ chức thành công hội thảo khoa học, bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm với quy mô toàn quốc. Hội thảo là dịp để giảng viên các trường sư phạm trên cả nước chia sẻ và học tập nhiều kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực của người giảng dạy. Trong năm 2015,
nhà trường thực hiện quản lý 11 đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng, 34 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Hầu hết các đề tài đó được nghiệm thu đúng hạn với kết quả đạt loại khá trở lên. Để chuẩn bị cho công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015, nhà trường đã hoàn thành việc hiệu chỉnh chương trình đào tạo khối sư phạm, phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông, xây dựng mô hình trường thực hành sư phạm vệ tinh nhằm tăng cường chất lượng đào tạo giáo viên. Trong kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015, trường đại học sư phạm đã tuyển đủ 2020 thí sinh chỉ trong đợt 1 với điểm trúng tuyển cao hơn các năm rất nhiều. Ở bậc sau đại học, trung cấp chuyên nghiệp và hệ vừa làm vừa học, số lượng tuyển sinh vẫn duy trì ổn định và đạt chất lượng đầu vào. Có thể nói, trường đại học sư phạm đang là địa chỉ đào tạo có chất lượng, thu hút đông đảo học sinh tại miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Diễn ra ở 6 nội dung: thiết kế hoạt động xã hội, thiết kế và tự làm sản phẩm sáng tạo, thi tiếng Anh không chuyên trình độ B1, thi chào hỏi, thuyết trình và thi hiểu biết xã hội. Hội thi kỹ năng nghề nghiệp là sân chơi lớn dành cho sinh viên tất cả các khoa trong toàn trường. Đây không chỉ là cơ hội giao lưu, chia sẻ sản phẩm, công trình sáng tạo, mà còn giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm như thuyết trình, tranh luận. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua 10 sự kiện nổi bật nhất của Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng trong năm 2015. Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chúng tôi kính chúc quý lãnh đạo, quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên sức khỏe và may mắn. Chúc nhà trường gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2016. Chúc mừng năm mới!